xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Á Châu. Hội nghị thượng đỉnh G20 thông qua tuyên bố chung. Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi cho biết, các nhà lãnh đạo G20 đã nhất trí với tuyên bố chung được đề nghị tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Tân Delhi. Việc ra được tuyên bố chung là thắng lợi lớn dành cho Ấn Độ, nước giữ nhiệm kỳ chủ tịch G20 năm nay. Trước đó thì giới chuyên gia lo ngại rằng là năm nay có thể sẽ là lần đầu tiên mà hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 không đạt được tuyên bố chung vì những bất đồng về xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Amitabh Kant, người đứng đầu đoàn đàm phán G20 của Ấn Độ, thông tin cho biết, đã có 100% sự đồng thuận từ tất cả các nước đối với tất cả 83 đoạn trong tuyên bố chung. Theo hãng tin Reuters, thì tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G20 tránh đề cập trực tiếp hay là lên án cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Thay vào đó thì tuyên bố chung nhấn mạnh rằng, theo hiến chương của Liên Hiệp Quốc, thì tất cả các quốc gia phải tránh đe dọa hoặc là sử dụng vũ lực để giành lãnh thổ, chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, hoặc là sự độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Các nhà lãnh đạo G20 cũng nói rằng, việc sử dụng hoặc là đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử là không thể chấp nhận. Tuyên bố chung cho biết, nhóm G20 cam kết tăng cường và cải cách các ngân hàng phát triển đa phương, chấp nhận đề nghị đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử, kêu gọi tăng tốc nỗ lực hướng tới việc giảm điện than. Trung Cộng chống đối việc Hoa Kỳ chủ trì hội nghị của nhóm G20 vào năm 2026. Mới đây, Trung Cộng đã sử dụng các cuộc gặp gỡ ngoại giao tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 để lên tiếng chống đối việc Hoa Kỳ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch luân phiên của nhóm các cường quốc kinh tế trên thế giới này. Có điều, toàn tính của Trung Cộng đã thất bại vì gặp sức chống đối của các thành viên còn lại trong nhóm G20. Bản thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 tại New Delhi viết như sau: Chúng tôi trông đợi để gặp nhau trở lại tại Brazil vào năm 2024, tại Nam Phi vào năm 2025, cũng như tại Hoa Kỳ vào năm 2026, khi mà hội nghị khởi sự vòng hội họp tiếp theo. Phát ngôn viên của phái đoàn Trung Cộng tại hội nghị không sẵn sàng cho biết liệu Trung Cộng có tiếp tục phản đối việc Hoa Kỳ được cử ra làm chủ tọa hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 vào năm 2026 nữa hay không. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông Jake Sullivan đã nói với các ký giả như sau: Việc Hoa Kỳ chủ trì vào năm 2026 đã là một phần của bản thông cáo. Phía Trung Cộng cũng phải đồng ý như thế. Nhật báo Financial Times cho biết như sau: Thái độ của Trung Cộng đã khiến cho các nhà ngoại giao của các quốc gia khác ngạc nhiên và cũng đã phơi bày cái hố chia rẽ thật sâu giữa hai siêu cường quốc này. Một trong số các giới chức tại hội nghị G20 phát biểu như sau: Lập luận của Trung Cộng nhằm bài bác vai trò của Hoa Kỳ thật là chẳng ăn nhập gì với các vấn đề của nhóm G20. Và trong khi đó thì số người nước ngoài vận chuyển ma túy vào Nam Hàn đã tăng vọt. Thưa quý vị, tội phạm những người nước ngoài liên quan đến ma túy tại Nam Hàn đã tăng gấp 5 lần trong vòng 4 năm qua. Giới chức nước này nhận định chính quyền cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc kiểm soát nhập cư vì những đường dây buôn lậu ma túy hầu hết liên quan đến những người nước ngoài. Số lượng người vận chuyển ma túy từ nước ngoài và phân phối trong nước cũng tăng từ 506 người vào năm 2022 lên hơn là 1.000 người được ghi nhận năm 2023. Đồng thời, số lượng ma túy đến từ nước ngoài, điển hình là khu vực Đông Nam Á đã tăng vọt. Trong đó, thì tội phạm ma túy quốc tịch Thái Lan là nhiều nhất với 293 người, Trung Quốc là 140 người và Việt Nam là 100 người. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn tiết lộ, Telegram đã trở thành một ngôi chợ phổ biến đối với những tay buôn ma túy. Nhật báo Kinh tế Seoul nhận định, số lượng tội phạm người nước ngoài có liên quan đến ma túy đã tăng lên là một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm bởi vì hầu hết những đường dây buôn lậu ma túy có người nước ngoài tham gia. Theo các chuyên gia của Nam Hàn, thì nguyên nhân khiến cho số lượng người nước ngoài vi phạm các tội danh liên quan đến ma túy tăng lên nhanh chóng là do số lượng những người nước ngoài cư trú tại Nam Hàn ngày càng tăng nhanh. Một giới chức pháp luật Nam Hàn tuyên bố, để khôi phục lại trạng thái của một quốc gia không có ma túy, cần phải ngăn chặn tội phạm ma túy từ những người nước ngoài ngay từ trong trứng nước. Chính phủ Iraq cố gắng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Iran và các quốc gia trong khối Ả Rập. Thủ tướng Iraq là ông Mohammad Shia al-Sudani cho hay,
Quốc gia này đang cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Iran với các quốc gia trong khối Ả Rập. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Sudani nói thêm rằng Iraq đang cố gắng hòa giải giữa Iran với các quốc gia trong khối Ả Rập, thí dụ như là Jordan, Bahrain, Ai Cập và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, do yêu cầu bảo mật cao đối với các mối quan hệ này, cho nên nhà lãnh đạo của Iraq từ chối tiết lộ chi tiết các cuộc hòa đàm hay là tên của các quốc gia liên quan cho tới khi có kết quả rõ ràng. Trước đó, vào hồi tháng 3 năm nay, Trung Cộng cũng đã thành công trong việc hòa giải mâu thuẫn giữa Iran và Saudi Arabia. Đây là tiền đề quan trọng để giúp cho Iraq tiếp tục đứng ra làm trung gian hóa giải các mâu thuẫn giữa Iran với các quốc gia trong khối Ả Rập. Từ năm 2016 cho tới nay, một số quốc gia tại vùng vịnh đã nối gót Saudi Arabia cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Iran. Tuy nhiên, những năm sau đó, các quốc gia này lại cố gắng ủng hộ cho tiến trình khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran. Điển hình nhất đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cử đại sứ tới Iran vào tháng 9 năm ngoái sau 6 năm vắng mặt. Tiếp đó, hồi đầu tháng 4 năm nay, Iran đã bổ nhiệm đại sứ Iran tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sau 8 năm gián đoạn. Đây là một trong số những dấu hiệu cho thấy khả năng Iran sẽ tái thiết lập quan hệ với nhiều quốc gia trong khối Ả Rập khác sau khi vừa khôi phục quan hệ ngoại giao với Saudi Arabia. Quay sang Israel, thì những người dân của nước này tiếp tục biểu tình phản đối cải cách tư pháp. Hàng chục ngàn người dân đã tập trung tại các thành phố trên khắp Israel để biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ thực hiện. Thành phố Tel Aviv tiếp tục là tâm điểm của các cuộc biểu tình, nơi mà các tòa hành chính nhà nước. Đây là tuần thứ 36 liên tiếp mà những người Israel biểu tình lớn để phản đối kế hoạch được cho là làm suy yếu quyền lực của tòa án tối cao và trao thêm quyền lực cho chính phủ và quốc hội. Dự kiến vào ngày 12 tháng 9, Tòa án Công lý tối cao sẽ họp để phán quyết có bãi bỏ hay không đối với đạo luật về tính hợp lý được thông qua vào hôm 24 tháng 7 vừa qua. Luật này cấm tòa án các cấp sử dụng tiêu chuẩn về tính hợp lý để bãi bỏ các quyết định của chính quyền và các cơ quan dân cử. Về phần mình, thì chính phủ Israel lên tiếng cảnh báo nếu Tòa án Công lý tối cao bãi bỏ đạo luật trên, thì điều này có thể đẩy quốc gia này rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chính phủ cũng lập luận rằng tòa án không có thẩm quyền để bãi bỏ các đạo luật cơ bản vốn đóng vai trò như là hiến pháp của Israel. Trước đó, thì Tổ chức Chính phủ Chất lượng ở Israel đã gửi đề nghị kêu gọi Tòa án Công lý tối cao bãi bỏ đạo luật về tính hợp lý là một phần quan trọng trong kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi do chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thúc đẩy. Vẫn tin đến từ Á Châu, lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận từ năm 1884 tại Hồng Kông đã gây ra tình trạng lũ lụt, nhấn chìm các sân ga, tàu điện ngầm, khiến cho nhiều tài xế bị mắc kẹt trong biển nước và các trường học phải đóng cửa. Những trận mưa lớn bắt đầu với lượng mưa hơn 158mm, theo đài quan sát Hồng Kông cho hay. Chính quyền thành phố này cũng cho biết thêm lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1884 đã gây gián đoạn giao thông và các hoạt động về kinh doanh trên toàn khu vực Hồng Kông, khiến cho các trường học tại Hồng Kông bị đóng cửa. Chính quyền Hồng Kông cũng kêu gọi các công ty cho phép các nhân viên không quan trọng được ở nhà hoặc tìm nơi trú ẩn với lý do điều kiện đi lại không được an toàn. Các sân ga ở quận Hoàng Đại Tiên bị ngập lụt, nước lũ tràn xuống cầu thang. Tại các nhà ga khác thì nước ngập tới đầu gối. Các công nhân đang cố gắng chống chọi với lũ lụt tại lối vào. Theo đài truyền hình RTHK, trong khi hầu hết các hoạt động của tàu điện ngầm vẫn mở cửa, thì tất cả các loại xe bus, xe điện và các chuyến phà đều bị đình chỉ. Nhiều con đường bị phong tỏa do nguy cơ bị lở đất ở vùng núi. Chính quyền Hồng Kông cảnh báo rằng nguy cơ lũ lụt sẽ diễn ra ở quận Tây Giới ở phía Bắc, tiếp giáp với Trung Quốc, sau khi thành phố Thẩm Quyến thông báo sẽ xả nước từ một hồ chứa. Mưa lũ tại Hồng Kông xảy ra chỉ vài ngày sau khi thành phố này hứng chịu cơn bão có tên là Saola, là cơn bão mạnh nhất trong 5 năm qua. Cơn bão này đổ bộ vào Hồng Kông vào cuối tuần trước, khiến cho nhiều hoạt động trong thành phố bị đình trệ và hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ. Chính quyền thành phố Hồng Kông cho hay 86 người đã bị thương do cơn bão gây ra.
Đến đây, kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.